Hello Kim Mì. Cha chở con đi đâu vậy? Cha dẫn con đi lại trường lấy đồ. Lấy cái bịch đồ gì đó trường nó cho trước khi đi học á. Đi. Đi cha nha. Đi dép nào vậy? Dép đó đi. Để em dép kia té. Dép thiên. Dép con thiên đi. Ok. Chụp chạy ra chụp bàn dép giống con luôn. Ngoài xăng của cha. Ừ, xem ngoài xăng của cha đâu. Chụp cái đó không con, có té. Con lấy cho cha đi. Wow, để dưới được rồi. Nhanh đi. Thanh kiều con. Ok, mình đi lại trường nha. Hả? Mình đi lại trường nha. Dạ. Con có mấy tuổi thì con nó đi trường học. Mấy tuổi? 4 tuổi thì đi trường học. Dạ. Mấy tuổi con đi học? 4 tuổi. Rồi quá. Đi lại trường chừng 2-3 phút. Dạ. Kế bên. Đi đi, đi lẹ đi. Chạy từ từ thôi, té nha con, té chạy cái chân nữa. Bữa té chỗ này nè, theo chiếc xe đậu bực thềm đó, trong đó cái cầu tuột có cái trường luôn, màu vàng. Ok. Hello Kim Mì. Đấy, trường anh nè con. Đi vô trong đây coi, chạy đâu vậy? Đây là cái chỗ đậu xe cho giáo viên đồ. Đây chắc cái cổng quá. Đi vô đây nè con. Ok. Đây cái chuồng. Bấm cái chuồng bạn hướng dẫn. Cái này là có lúc nào cũng. Đang gọi điện thoại. How can I help you? Oh, hello. I come to get a bag for my children. Sorry, to pick up. Yeah. Oh, welcome to kindergarten. Thank you. Sure, and who is... Điện cho cô giáo trong trường đó con. À, có người ra mở cửa mới lấy ngay cho mày. Sợ không? Không có sợ không? Có không? Ừ, đi học thôi mà, có nhiều bạn đi chơi mà. Con hỏi hơi hốc. Ừ. Rồi ra tới chưa? Đó, cô giáo đang tới rồi. Ở đâu? Ừ, cô giáo ra tới. Đây, đây được em dọ ra nha các bạn. Có sách rồi đồ chơi trong đó. Chúng về review cái gì trong đó nha mày. Cái đồ chơi, ừ. Chúc về nhà đi, đó. Wow. Đấy. Đem cái đó gì vậy? Đồ chơi, con về nhà đi, cầm cái giỏ lên. Cái đồ chơi gì vậy? Ừ. Mở hỏi gì vậy? Mở gì? Mở ra. Về nhà mới mở con. Đi về không?
Con đi một vòng trường đi. Hả? Con đi vòng trường cầm lên, cầm giỏ lên. Giỏ lên đi vòng trường đi con. Giờ con có school. Ừ, 9 tay không 7 anh mới đi school con. Wow. Ừ. Đó để làm gì ạ? Để chơi đó con, để vẽ đó, viết chì màu á. Chì màu á? Color pencil hả? Đó gì ạ? Play đồ. Đắt chứ, cô giáo cho đó, nãy có thanh kiều cô giáo không? Dạ. Wow. Cuốn sách hả? Dạ. Về nhà coi con. Đi vòng vòng trường tham quan đi. Dạ. Sách lên, sách vô sách lên. Có ở đây mé gì vậy? Hả? Cái kéo scissor. Cái kéo của ai vậy? Cái kéo của cô giáo cho con đó. Cái sao cái đó để làm gì? Để cắt giấy. Cái sao cắt giấy vậy? Thì cắt giấy chơi thôi chứ sao? Cắt giấy chơi vậy? Dạ. Rồi, mà đem về nhà đi, chút đem về nhà chơi. Nhầm có đầu tuột luôn, móc hết. Mày đi học hết bệnh mày chơi tuột nha. No go this way mày. Đi tham quan không? Dạ. Đi đây, lên đây coi có cái gì đằng này. Này chắc sân, sân chơi. Đúng rồi, móc đi học hết bệnh rồi. Bạn bè chơi tuột mình cũng không chơi nha con. Để đỡ bệnh nha con. Ừ. Go this way. Đây đây con, để phía bên này nè. Ngày đầu tiên mày tới trường. Chứ tên của ai vậy? Cái số thôi con. Ai dễ vậy? Wow, gió quá. Thì đằng kia coi, mày có đằng kia có đồ chơi kìa mày. Hả? Đằng kia có đồ chơi kìa. Ở đâu? Đó, đằng đó mấy có mấy cái cột gì màu đó mày. Đây, đằng đó coi thử coi. Đi con, đi tham quan một vòng trường đi. Đây, trường. Giống như cái nhà xưởng ở Việt Nam. Chỉ có một cửa chính đi vô thôi. Mà lúc nào cũng khóa. Muốn vô trường là phải nhấn chuông. Người ra mở mình mới vô được. Đi con đi lại đây nè. Cái banh lại vô. Ờ, cái đó để chơi banh bóng gỗ đó, hả? Đó. Hả? Airplane. Where airplane? Can you see airplane? Yeah. It's so far away. Wow, thùng rác bự quá. À, thùng rác á con, lâu không đừng có đụng đó, sâu không á. Này, sân chơi tập thể dục thể thao hả mày? Có điện này nè con. Mày yeah, đi đằng đó kìa, đây mấy cái cột kìa, cột màu kìa. Cha cầm cho con. Ok. Để cho con. Thôi thôi, cha cầm cho. Sâu không á, cả giờ đụng đó con sâu không á. Con quay thôi. Ừ, chút đi về của trai, thôi đừng có đụng nữa con, sâu không á. Đi tham quan thôi. Đi vòng tham quan rồi đi về, cho con quen chỗ. Mất đi học con biết con chơi. Yeah.
Ok. Wow. Còn sâu không á? Đây mấy. Móp đi, móp vào chơi. Ừ. Rồi. Yeah, your hand print. Đi đây đây nè con. Đây chẳng đập banh. Phải có rầm thì là rầm. Mày this way nè con, qua lại đây nè. Tại trường đây có mấy gốc cây ai chặt hay là gắn vô ta. Nó gắn cho mấy đứa nít nó chơi quá. Cây nào mà trồng sang sát vậy. Gốc bự 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 không. Cái này chắc gắn cho mấy đứa con nít chơi. Wow. Mấy thằng cuối tháng 8 mà lá phong màu đỏ, chuyển đỏ rồi. Rụm. Wow, cái gì vậy? Đi lại đó kìa cha review vậy. Ở trong đó có gì mày? Wow, cái gì vậy? Chỗ con hả? Tập sách mà. Wow, nhiều quá mày. Thứ cái gì? Mẹ con có mắt. Mắt xem mẹ ba bự. Wow. Lấy cái này thôi chứ có cái gì nữa không? Thì có đó trên theo. Không. Không thì hẹn gặp lại bảy tay thôi. Bà kêu đi đi tham quan trường bên bên kia không á. Bên kia có nhiều thứ chơi. Phía đằng sau bên hông bên kia đó. Đó gì mày? Cái mát. Không phải. Cái banh. Ồ, cái banh bơm vô thôi. Banh hơi. Hơi chút nữa cha bơm vô cho. Cho mẹ che banh với con vậy. Ok. Rồi lại cái bấm chuông nó phải hỏi lại làm cái gì ở trong á. Hay lại lấy đồ cho để màu. Giáo trò đó hả? Trong con của mình cái bà cái chút bà đi ra bà xách bộ đồ bà hỏi này cho ai, nói Kim mì cái bà biết Kim mì châu luôn. Tức là bà nắm danh sách hết, người ta học sinh mới ta nắm danh sách hết. Mẹ mang đồ á. Cái đó của cô giáo cho tôi mì cắt đó. Rồi. Trong kia lại gì? Trong sụp ra cái kia lại gì vậy? Con gái. Wow, cái gì nhiều chơi mẹ. Đây là mẹ lấy cho. Chữ hả? Chữ cái. Wow. Con cắt được không? Cái đó cắt được không? Cắt luôn hả mì? Cái đó con mở là được rồi. Mày mở cho đừng cắt lại, mày mở cho. Nó có cuốn sách, chắc cuốn sách giới thiệu cô giáo trong trường. Wow, có cây viết chì hả mày? Nè, cuốn sách, giống như cuốn tập, cuốn sách để học rồi. Mở cho thầy con, có chỗ mở. Wow, có số, có letter, number, tùm lum hả mày? Wow. Letter bạn chữ cái Y P đọc qua mày X on OK quá mày dở mày không có biết chữ cái như mình đăng ký là có danh, nó có danh sách trong đó sẵn hết đấy. Mẹ K K dạ bà hỏi được không nhớ gì quên đeo khẩu trang luôn tính lại đó đeo mà bấm chuông nó lo cho con mày. W em con đẩy ngược rồi. Thì con chó. Chó đừng chơi. Chó nó cắn ốc bút. Bon. Bon. No, nó
I, letter I. Letter I. Letter E. N. Con đọc theo chứ, con không biết. T. Đọc. Đọc rồi. Đọc rồi, con đọc coi. Không phải nói theo cha chứ. Nhiều nữa nè. Ừ, có số, có gì nữa mày lấy hết rồi mày. Chắc chắn mấy một cái nữa không? Wow, letter. Chết, để hàng cho mẹ để mát á. Ồ, vậy hả? Thank you. Con cho mẹ. Thank you con. Wow. Cái gì trong đó nữa mẹ? Ồ, rồi. Con làm gì bạo lực quá mẹ. Nhẹ thôi con. Gì đâu. Nhẹ thôi. Mẹ hỏi mở gì vậy? Không biết mở luôn. Mẹ ăn quá. Mẹ để ý à. Rách luôn. Mẹ ai hai cái nữa nè. Con chơi còn phải lên nắp cho mày để mắt hết mày. Con biết xe cho baby được chơi này. Chúc đem lại xe cho baby hả? Baby giờ không biết chơi đâu con, baby nó ngủ nó uống sữa thôi. Mẹ nó chọi hả? Nó chọi trên giường hả? Mẹ có được không? Cái đó không, không có gì mới hết, chữ cái. Này mẹ gỡ cho. Mẹ gỡ cho đừng show. Cắt nô, no, đừng cắt. Nè con mở phần này kéo. Nè xí. Nè 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 nè, xí xí nô no, nô no, đừng cắt con. Nè, nó lì nè. Tối mà nó lì chưa. 4 cuốn sách. 5 cuốn sách. Quá trời. Gỡ sách này coi có gì trong trong sách mày. Sách gì mẹ? Open đi mẹ. Mẹ chứ con làm ABC. ABC gì? ABC mình review, mình phải review hết lượt cái mình chơi sao? Sách gì mà có con cá, hình con cá kìa mày. Con cá không? Nè, sách gì có hình con cá nè. Dở coi coi có gì trong đó. You hold me up. Chắc một con chuyện. Này, hình gì vậy mày? Này, chắc hình cho... Nhìn hình để biết quá. Có gì mày? Hình con này con kia. Đây, coi coi. Con vịt. Ờ, số 1, số 2, số 3. Chơi má cha tập nha. Ok. À, số 25 từ 1 tới đến... từ một cái tiền thấp tới cao 50 con 100 con 1000 con từ white fly hình mấy con thú quan giả 1 2 3 4 rồi 4 con chim 5 con cọp rồi nè vậy tập số và tập quay hình. Cái này là gì? Sugar. P. Này chip. Con chắc chấm cho chuyện tạp chí cho baby con nít chuyện phải dành đọc hả mày? Cho đọc chuyện cho baby chuyện cho con baby cho children cho kid là gì? Up our family around the world carry the little one. Hiện tại chắc chỉ chăm sóc con nít. Up the sea baby. Này. Cái này family activity for early learning. Này chắc
dạy con nít học ở nhà rồi dạy nói dạy đọc dạy hát chạy chơi cho phát triển trí óc đồ create mày cái đó đi ngủ à create là sáng tạo chơi sáng tạo đồ dạy cho nó phát triển mày cuốn sách gì hold me up mày cái đó cười hi hi nãy cho thấy có cái hình cô giáo rồi nè mày không cái này tác giả cái tên giờ. Của cô giáo này tác giả cuốn sách này thôi chứ không phải cô giáo nãy nó Kim Mì là cô giáo biết Kim Mì Châu rồi hả? Ừ. Này đầu này cho ai á? À, bà hỏi này cho Kim Mì, nó Kim Mì Châu, nó ra yes. Rồi như vậy thôi một cây viết chì, một hũ đất chơi, một chiếc chì màu và một cái kéo. Kéo không có nhọn làm cho con nít rất an toàn. Bọc lớp nhựa ở ngoài. Mày đầu này để mốt mày đi học nha. Ok. Bye bye đi. Bye bye mày. No. Bye đi. Bye. Bye.